cái nhìn chết người. Một ngày nọ, trên hòn đảo nhỏ vùng Seriphos, một ngư phủ đang kéo lưới đánh cá trên những ngọn sóng đang ào ạt vỗ bờ, thì trông thấy một cái rương gỗ lớn đang theo chiều gió trôi về phía mình. Ông lội về phía cái rương, tò mò muốn biết trong đó đựng gì. Ngay khi đến nơi, ông nhìn thấy trong rương có một người phụ nữ đang ẵm một đứa bé trên tay. Chuyện gì thế này? Người ngư phủ kêu lên, kéo cái rương vào bờ cho đến khi đáy rương chạm mặt cát. Thưa ông, người phụ nữ kêu lên, tôi là nạn nhân của người cha tàn nhẫn ở một vùng đất phía bên kia đại dương. Tên tôi là Dana và đây là con trai tôi Perseus. Cha tôi đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Hãy thương lấy mẹ con tôi và cứu giúp chúng tôi. Người ngư dân này vốn không phải là một thường dân. Thực ra, ông là anh trai của vua Polydectes, kẻ đang cai trị xứ Seriphos. Không như người em của mình, ông là người tốt bụng và trọng danh dự. Ông đưa hai mẹ con người phụ nữ về nhà mình và đối xử với họ như người trong nhà. Perseus lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương cho đến khi cậu 15 tuổi. Lúc ấy, cậu đã là chàng trai cao lớn và khỏe mạnh nhất trên đảo, xuất sắc trong tất cả các môn thể thao và đã tự biết kiếm sống. Cậu là một thủy thủ giỏi giang và thường dong buồm tới những vùng đất xa xôi. Trong thời gian cậu đi xa, vua Polydectes đã theo đuổi và xin cưới Danae, nhưng bị nàng từ chối. Điều này khiến tên vua xấu xa nổi giận. Hắn cho bắt nàng và biến nàng thành nô lệ trong gia đình hắn, bắt nàng phải làm những việc nặng nhọc và hèn mọn nhất mà một người phụ nữ có thể làm. Khi Perseus trở về và biết được mẹ mình đã bị đối xử như thế nào, chàng nổi giận ghê gớm. Chàng cứu được mẹ ra và suýt giết Polydectes nếu Danae không ngăn cản. Còn phải nhớ rằng trên mảnh đất này, chúng ta chỉ là những người ngụ cư. Nàng nhắc nhở, nếu con giết nhà vua, dân chúng sẽ trả thù chúng ta. Thế là Perseus từ bỏ ý định. Nhưng từ đấy, Polydectes thấy sợ chàng thủy thủ trẻ tuổi cường tráng và mạnh mẽ ấy và luôn tìm cách loại bỏ chàng. Một hôm, Perseus phải dâng Polydectes một món quà cưới nhân dịp hắn loan tin kết hôn với công chúa Hippodamia. Không thể mua được món quà nào quý giá, chàng đến cung điện và đề nghị thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào Polydectes yêu cầu. Hãy đem đầu của quái vật tóc trắng Medusa về đây cho ta. Polydectes ra lệnh. Thật là một nhiệm vụ khó khăn. Ba chị em quái vật tóc trắng sống ở một vùng đất hẻo lánh. Cả ba đều là những quái vật kinh khủng, nhưng khủng khiếp nhất trong ba chị em là Medusa. Trên đầu của Medusa không phải là tóc, mà là những con rắn độc ghê tởm. Và hãi hùng thay, ai nhìn thẳng vào mặt ả đều lập tức bị biến thành đá. Trời ơi, làm sao mình giết được một kẻ mà mình không dám nhìn thẳng vào nó đây? Perseus tự hỏi và thầm trách với sự hấp tấp của mình khi đưa ra đề nghị. Perseus đi lên một vách đá cao sát biển và cầu khẩn các vị thần giúp đỡ mình. Trong khi quỳ, chàng thấy có một áng mây lạ xuất hiện phía đường chân trời. Đám mây ánh lên như bạc và bay ngang bầu trời nhanh như một cánh chim. Khi đám mây đến gần, Perseus nhận ra đám mây tách ra và bên trong là một phụ nữ đẹp lộng lẫy. Trên người mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh, một tấm da dê phủ trên vai nàng. Bên ngoài tấm da khoác một chiếc khiên bằng đồng sáng lấp lánh như mặt gương vậy. Perseus lễ phép cúi chào nàng và kinh ngạc. Ta là nữ thần Athen. Nàng mỉm cười nói, ta đến để giúp ngươi tìm Medusa. Mụ là kẻ thù của ta, là mẹ của những con quái vật độc ác. Mụ đáng phải chết dưới bàn tay của ngươi. Nhưng bằng cách nào tôi có thể đánh được mụ trong khi phải tránh, không nhìn mụ để không bị hóa đá? Hãy cầm lấy những thứ này, Athen nói và trao tấm da dê cùng chiếc khiên cho Perseus. Khi người đến gần mụ, chớ nhìn thẳng vào mặt mụ mà hãy quan sát mụ qua hình mụ trong tấm khiên đồng này.
Vậy là ngươi có thể an tâm tấn công mụ ta. Và khi ngươi đã lấy được đầu mụ, hãy bọc đầu mụ trong tấm da dê, mặc để quay ra ngoài và đem đến cho ta. Sẽ có một phần thưởng dành cho ngươi. Tôi xin gắng hết sức mình, dù chưa biết sẽ thắng hay thua. Bê-su đáp, nhưng bằng cách nào tôi tìm được đường đến chỗ mụ ta đang sống? Bê-su ngước lên và bỗng nhiên chàng nhận thấy nữ thần Athen không đứng một mình. Bên cạnh nàng là một người trẻ tuổi, chân đi một đôi dép vàng, từ hai gót mọc ra đôi cánh sống động. Ta là Hermes, người đưa tin của các vị thần. Người trẻ tuổi nói, hãy đi đôi dép này, nó sẽ chỉ đường cho ngươi đến chỗ con ác quỷ. Và đây là vũ khí mà ngươi phải dùng. Vũ khí này là của các thần linh, và bất cứ kẻ nào bị nó chém đều không thể mong sống sót. Từ bên sườn, người trẻ tuổi rút ra một thanh kiếm khảm kim cương lấp lánh. Bê-su đón lấy thanh kiếm và xỏ chân vào dép. Sau đó, chàng đứng trên rìa vách đá, nhìn xuống những con sóng biển lăn tăn phía dưới. Liệu chàng có thể bay với đôi cánh mỏng manh của đôi dép không? Đừng sợ, Athen khuyên chàng. Hãy nhảy khỏi vách đá này và tin vào các thần linh. Dồn hết can đảm, Bê-su quyết bước ra khỏi đỉnh vách đá. Ngay lập tức, những đôi cánh nơi gót chân bắt đầu vẫy và chàng cảm thấy mình nhẹ nhàng trôi đi trong không trung. Bê-su ngoảnh lại, nhưng Athen và Hermes đã biến mất từ lúc nào. Đôi dép đưa chàng đi suốt 7 ngày liền và cuối cùng chàng nghỉ ở chân một ngọn núi rất lớn. Nơi đây trên bãi cỏ, một bầy tiên nữ đang vui vẻ nhảy múa và ca hát. Họ mời Bê-su cùng vui với họ. Vâng, tôi rất sẵn lòng, chàng đáp, nhưng tôi đang có chút việc phải làm và không được phép chậm trễ. Các nàng có thể cho tôi biết lũ quái vật tóc rắn đang sống ở đâu không? Ban đầu, các nàng tiên ra sức can ngăn Bê-su đừng tiếp tục hành trình của mình nữa. Họ một mực cho rằng một người trẻ tuổi, nhã nhặn và quá đẹp trai như chàng không nên mạo hiểm sinh mạng bằng việc đi tìm những con quái vật khủng khiếp như vậy. Nhưng chàng trấn an họ rằng mình đã được nữ thần Athen bảo vệ, nên cuối cùng các tiên nữ cũng trả lời chàng. Trên đỉnh núi, các nàng tiên nói, ẩn trong những đám mây có người bác của họ, Atlas, một người khổng lồ phi thường đang nâng cả bầu trời trên đôi vai của ông. Ông có thể nhìn thấy toàn bộ thế gian. Các nàng tiên nói tiếp, ông hẳn biết nơi những lũ quái vật tóc rắn đang ở. Hãy lên đỉnh núi cùng chúng tôi và chúng tôi sẽ hỏi người. Thế là Bê-su cùng với các tiên nữ đi lên đỉnh núi, nơi người khổng lồ vẫn mệt mỏi quỳ dưới gánh nặng bầu trời trên vai. Ta trông thấy ba chị em quái vật ở tích xa kia, ông nói và trỏ tay về một hướng. Nhưng cậu sẽ không bao giờ đến được gần chúng, trừ khi đội trên đầu chiếc mũ trụ bóng đêm để chúng không thể nhìn thấy cậu. Tôi có thể tìm chiếc mũ ấy ở đâu? Bê-su hỏi. Đó là chiếc mũ của Pluto, vị thần âm phủ. Không người trần nào có thể xuống vương quốc của ông ta mà trở lại được. Nhưng một trong số các cháu gái của ta đây có thể giúp được cậu nếu nó đồng ý. Một trong số các nàng tiên sẵn lòng tìm Pluto và đem về chiếc mũ. Chẳng mấy chốc Bê-su đã có chiếc mũ trong tay. Chàng cảm ơn mọi người và chuẩn bị lên đường. Hãy hứa với ta một điều, thần Atlas nói, nếu cậu thực sự thành công trong việc trừ khử quái vật Medusa, hãy quay trở lại đây và cho ta thấy cái đầu lâu ác hại của mụ. Và như vậy, may ra ta có thể biến thành đá. Mệt mỏi thay công việc gánh trên vai cả bầu trời bao la, và ta chỉ khát khao hóa đá. Bê-su hứa rằng chàng sẽ thực hiện điều đó, và một lần nữa, đôi dép có cánh lại đưa chàng lên không trung, bay về phía trước. Cuối cùng, chàng đã đến được vùng đất vô định, nơi chưa từng có con tàu nào tới, nơi không có ngày và cũng chẳng có đêm, và là nơi không có vật nào được định hình hay được đặt tên. Từ xa, chàng đã có thể nghe được tiếng sột soạt từ những đôi cánh đáng sợ của những con quái vật
và trông thấy những móng vuốt kim loại của chúng lóe sáng trong ánh mặt trời. Mình phải thận trọng, chàng trai tự nhủ, tránh vô tình nhìn vào cái mặt gớm ghiếc đó. Từ lúc ấy, chàng luôn nâng chiếc khiên lên cao để nó phản chiếu mặt đất phía dưới chân, và đôi mắt chàng chăm chú quan sát nó khi bay. Cuối cùng, chàng cũng nhìn thấy trong tấm khiên ba con quái vật đang nằm ngủ, mụ nào cũng to như voi. Một mụ cứ cựa mình tới lui, hết quay đầu về bên này, lại ngoảnh mặt sang hướng kia. Bầy rắn độc ngóng lên trên đầu mụ, duỗi mình và vặn vẹo, thè những cái lưỡi đầy nọc độc ra theo mọi hướng. Đã đến lúc rồi, Besu khẽ nói và giơ cao thanh gươm lên. Tàn hình bên dưới chiếc mũ thần của mình, chàng nhào xuống, nâng thanh gươm sáng chói lên cao quá đầu. Một nhát chém mau lẹ, cái đầu của Medusa rơi xuống triền đá, lăn lông lóc về phía bãi cát. Vẫn dõi theo hình ảnh phản chiếu trong chiếc khiên, Besu liền tấm da dê trùm lên cái đầu gớm ghiếc, rồi chàng nhặt nó lên và bay đi. Phía sau, ngay khi vừa bay đi, chàng nghe thấy những tiếng gầm giận dữ của hai quái vật tóc rắn còn lại và tiếng đập cánh dữ tợn của chúng. Nhưng đôi dép thần tốc của Hermes lập tức đưa chàng bay xa. Khi chàng về đến ngọn núi, nơi thần Atlas vẫn đang quỳ, thần nhắc lại lời hứa của chàng. Nếu đó là ước nguyện của người, tôi xin tuân theo, Besu nói. Chàng mở cái bọc da dê để lộ ra cái đầu của Medusa, và lập tức thần Atlas hóa thành một tảng đá vĩ đại có hình dạng một người khổng lồ đang quỳ. Trong khi chàng đang cẩn thận gói cái đầu của Medusa lại, thì các nàng tiên đi tới và xin chàng ở lại với họ. Chàng buồn bã lắc đầu. Tôi phải trở về chỗ nữ thần Athena, chàng giải thích. Besu bay đi qua những vùng cát trắng, những vùng đá cuội và những sa mạc ngổn ngang đá, lướt qua những mỏm đồi, thung lũng xanh tươi và băng qua những vùng biển u tối. Khi bay ngang qua những con sóng của một đại dương xa lạ, chàng trông thấy phía đằng xa có một mỏm đá đen, phía chân mỏm đá có một bức tượng trắng đang đứng. Đây hẳn là bức tượng của một vị thần biển, chàng tự nhủ. Ta sẽ đến gần hơn để xem ở trên những hòn đảo này người ta thờ những thần gì. Nhưng khi đến gần hơn, chàng nhận ra đó không phải là một bức tượng, mà là một cô gái bị trói vào tảng đá bằng những sợi xích. Tay của cô bị buộc chặt quá đầu. Chưa bao giờ Besu nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đến thế, và chàng vô cùng phẫn nộ khi thấy cô gái trong tình cảnh như vậy. Sao người ở đây lại đối xử với một cô gái như vậy? Chàng kêu lên. Chàng giật chiếc mũ bóng đêm ra và bất ngờ hiện nguyên hình trước người con gái khốn khổ. Ban đầu, cô gái hét lên khiếp sợ, nhưng chàng dịu dàng bước xuống bên cô và nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, ta sẽ không làm nàng đau đâu. Ta đến để giải thoát nàng khỏi những sợi xích thô bạo này. Cô gái bắt đầu khóc. Vô ích thôi, cô kêu lên. Chàng không giúp được em đâu. Em bạc phận, bị làm vật hiến tế cho con quái vật biển. Bàn tay người trần không thể phá được những xiềng xích này đâu. Cũng có thể là như vậy, Besu đáp. Nhưng vũ khí của những vị thần bất tử có thể làm được việc mà người thường không làm được. Chàng rút thanh gươm Hermes đã đưa cho mình và dễ dàng chém đứt những sợi dây xích lớn bằng đồng, như thể chúng chỉ là những sợi dây thần. Nàng là ai? Besu hỏi. Và tại sao nàng lại bị trói vào tảng đá này? Em là Andromeda. Mẹ em một lần đã hên hoang rằng em còn xinh đẹp hơn cả nữ hoàng của biển cả. Để trả thù, nữ hoàng của biển cả đã gây đau khổ cho đất nước em bằng những trận lục lội và động đất. Bà còn yêu cầu rằng thân xác em phải được hiến tế cho một con quái vật ngự nơi đáy biển. Đấy là lý do tại sao em bị trói vào tảng đá này. Ngày hôm nay con quái vật sẽ đến. Nó sẽ phải gặp điều mà nó không hề mong đợi, Besu nói.
Khuôn mặt nó nhìn thấy sẽ không phải là khuôn mặt của nàng thiếu nữ đẹp nhất thế gian. Andromeda tất nhiên không hiểu được những gì chàng nói. Nàng cầu xin chàng hãy ra đi. Chàng không cứu được em đâu, nàng khóc. Thanh gươm mạnh mẽ của chàng cũng chẳng ích gì, bởi người ta đồn rằng chẳng có thanh gươm nào chém được con quái vật này. Thật không phải khi cả hai cùng chết trong khi chỉ cần có một. Chàng đi đi, hãy cứ mặc em với số phận. Bê-su vô cùng xúc động trước sự lo lắng của cô gái dành cho mình trong hoàn cảnh thế này, và chàng nhận ra ở nàng một trái tim cũng dịu dàng như sắc đẹp của nàng. Hãy hứa với ta hai điều, Bê-su nói với nàng. Thứ nhất, nếu ta giết được con quái vật, nàng sẽ trở thành vợ ta và cùng trở về vương quốc của ta. Thứ hai, nàng phải nhắm mắt lại và quay mặt đi khi con quái vật lại gần, cho đến khi ta bảo nàng mở mắt ra. Andromeda đồng ý. Rồi ngay sau đó nàng hét lên khiếp hãi, trỏ tay về phía xa. Nó đến rồi. Phía xa xa, Bê-su nhận ra một vùng sóng nước đang khuấy động. Dần dần, hình thù một con quái vật biển khổng lồ hiện ra. Nó tiến về phía mỏm đá nơi Bê-su và Andromeda đang đứng. Khi nó đến gần, trên sóng nước, cái đầu của nó trông thật gớm ghiếc. Bê-su có thể thấy bám trên hai bên thân đen sì, đầy vải của nó từng đám rong rêu và những con hàu tựa như vỏ gỗ mục của một con tàu cũ kỹ. Nhắm mắt lại, Bê-su hô to, nhắc cô gái lúc bấy giờ đang run rẩy. Rất nhanh, chàng lấy cái đầu của Medusa ra và cất đi rồi nói, giờ nàng nhìn được rồi. Andromeda quay đầu lại đầy sợ hãi, không biết cảnh tượng kinh hoàng nào sẽ diễn ra. Nhưng con quỷ biển ghê tởm đã biến mất. Tất cả những gì còn lại là một triền đá đen trải dài trên biển và những con sóng đang nhẹ nhẹ táp vào khối đá xù xì. Sau đó, Bê-su đưa người vợ chưa cưới của mình đến trước cha mẹ nàng và họ đã tiếp đón chàng trong niềm vui sướng. Chàng lưu lại nhà họ trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, cũng đến lúc chàng biết mình phải trở về nước để giao cho nữ thần Athena chiếc đầu của Medusa. Sau bữa tiệc cưới linh đình, Andromeda về Seriphos để mẹ chàng chúc phúc cho đám cưới và chào đón người vợ của chàng. Thấy Bê-su trở về an toàn, Polydectes vô cùng tức tối và tìm cách hãm hại chàng. Để tự bảo vệ mình, Bê-su buộc lòng phải sử dụng cái đầu của Medusa một lần nữa, biến Polydectes cùng lũ lính canh thành những tảng đá câm lặng. Bê-su giờ đây đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chàng mệt mỏi thiếp đi và mơ thấy Athena đến bên chàng. Nữ thần nhận cái đầu của Medusa và tấm da dê từ tay chàng, còn Hermes lấy lại đôi dép, thanh gươm và đem trả lại chiếc mũ cho chủ của nó. Khi thức dậy, chàng nhận ra cái đầu Medusa, tấm da dê, chiếc khiên đồng, thanh gươm, đôi dép có cánh và chiếc mũ đều biến mất. Cuộc phiêu lưu của Bê-su đã kết thúc. Vương Vị cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Rất mong các bạn sẽ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.